Boy. Kakak chơi đi. Mình ăn một người, cứ phát khẩu trang. Ok. Con ơi, kéo em nhẹ thôi, kéo em nhẹ thôi. Rồi hai anh em chơi với nhau đi. Rồi các phát bóng đi, cả đánh giỏi quá. Hai em chơi với nhau. Quả bóng đây. À không, của anh co. Bố mệt quá thôi em. Hai anh em chơi, hai anh em chơi con ạ. Thế em cọ nhường cho anh. Em cọ nhường cho bố. Hay thôi thôi, để anh cọ hơi mệt rồi thì bố chơi. Không. Thôi, thế hai anh em chơi đi. Bố chơi với anh cọ nhé. Đây có